anh Ngô Kỳ ơi, anh Ngô Kỳ, bây giờ nhá, ở bên Hải Ngoại ấy, có ông Quốc trưởng, ông Quốc trưởng Trần Dần ấy, và ông Tổng thống Đào Minh Quân. Thế thì ông Quốc trưởng và ông Đào Minh Quân, ông nào thực quyền to hơn ạ? Một ông Quốc trưởng và một ông Tổng thống. Quốc trưởng và Tổng thống, ông nào là to hơn ạ? Thực quyền to hơn hả anh? Thật sự tôi không bào cho mấy ổng thì tôi không có biết thưa anh. Tôi không có bào cho mấy ổng thì cái đó anh đi hỏi mấy người trong nội các, trong nội các họ biết. Nói các của tôi quen Trần Dân, ông Trần Dân tôi cũng quen, ông Đào Minh Quân tôi cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên trong vấn đề làm việc đó thì tôi không có gần gũi trong vấn đề làm việc. Tuy nhiên tôi không phủ nhận là tôi có quen mấy người đó. Ông Trần Dân rất là dễ thương, tính tình ông vui vẻ rồi thích nói này đó. Còn ông Đào Minh Quân thì thấy ông cũng có vẻ nhìn có vẻ chững chạc rồi có vẻ thế này thế nọ, anh cũng ghê đúng thì tôi cũng cầu chúc cho họ bình an thì thôi. Tôi không ủng hộ mà tôi cũng không chống đối. Nhưng mà anh ơi, theo nhà phân tích bình luận là Ngô Kỳ thì liệu ấy là có cuộc đụng độ vũ trang giữa chính phủ của ông Đào Minh Quân và chính phủ của ông Trần Dân không ạ? Có cuộc đụng độ vũ trang? Tôi không có lực lượng gì hết, làm sao mà vũ trang? Anh vũ trang là nói đến súng đạn vũ khí, vũ trang mà tôi đã hồi nãy tôi xác định rồi. Tôi bây giờ cái vũ trang tôi là cái máy, cái phone, iPhone, và cái laptop vậy thôi. Đó là vũ khí của tôi thôi. Cái miệng tôi nữa. Vậy thôi. Anh Ngô Kỳ không hiểu ý em. Em hỏi là anh nhận định, phân tích là liệu có cuộc đụng độ vũ trang giữa chính phủ của Đào Minh Quân với cả chính phủ của Quốc trưởng Trần Dân không? Đó là cái... Ok, xin lỗi. Tại vì cái máy phone em biết thì qua đường dài biển liền nó nghe dịch. Thật sự mà nói thì mình không thể trả lời những câu hỏi mà ngoài sự tầm hiểu biết của mình. Tôi rất là cẩn thận, rất là dè dặt khi nói chuyện cái gì. Em không biết. Tôi cũng không biết gì về tổ chức họ. Tôi tình nguyện trả lời giùm cho ông Ngô Kỳ. Nó cũng mơ hồ lắm. Tôi tình nguyện trả lời tiếp ông Ngô Kỳ. Tôi rất là giới hạn, rất là cẩn thận khi trả lời. Và tôi hoàn toàn tôi không biết. Thực lòng ý, trong tâm tâm anh có nhớ quê hương đất nước không? Cái dĩ nhiên là quê hương là Trần Thế Ngọc. Quê hương là Trần Thế Ngọc thì phải nhớ và thương chứ. Cái chôn nhau cắt rốn mình đau mà không nhớ quê hương đâu, cái chuyện đó bình thường. Dĩ nhiên. Rồi, câu hỏi gì, thứ gì nữa? Thì tôi đặt ra cái câu hỏi là tại sao anh không lập ra một cái chính phủ để đối đầu với lại, hay là để tranh giành ảnh hưởng với những chính phủ Đào Minh Quân này kia nọ. Hồi đó giờ 4 năm cái chính phủ mà anh là nổi tiếng nhất, mà tại sao anh không lập ra một cái chính phủ để mà anh có quyền hạn lớn hơn để mà anh làm những cái nhiệm vụ của anh? Chứ bây giờ anh báo cáo nè, anh thám thính nè, anh thám thính cho ai mà anh báo cáo cho ai? Bây giờ anh chẳng lẽ anh báo cáo để cho cộng đồng thì cộng đồng chỉ là người dân thôi, tại sao anh không lập ra một cái chính phủ riêng? Đó là câu hỏi thứ nhất. Tôi còn 4 câu hỏi nữa, nhưng mà bây giờ để cho anh câu hỏi đó thôi. Vấn đề đặt ra là họ ca bồng em không xây lúa, xây lúa không bồng em. Ngày xưa ông Nguyễn Thái Học khi mà ông ra đoạn đầu đài đó, ông ca mỗi người về là mỗi việc. Ông đâu, do đó những người đồng chí của ông đâu về lập quốc dân đảng nữa đâu, đảng phái gì đâu, mà họ vẫn làm những việc. Thì cái chuyện của tôi, cái chuyện ông Đào Minh Quân, ông A, ông B, ông lập chính phủ, đảng phái được quyền của họ. Còn tôi, khả năng tôi chỉ là Ngô Kỷ, tôi làm những cái chuyện Ngô Kỷ thôi. Cái đèn mình không thể mình lấy bụng tiểu nhắc làm người quân tử được. Cái chuyện rằng tôi không làm cái chính phủ hay là quân tử thủ tướng. Thế thì bây giờ giữa anh với lại Đào Minh Quân thì
có tôi làm hiệu quả khiêm nhường nào đó thì trong khả năng, thì trong khả năng tôi thôi tôi cũng không cần bởi vì thấy ai giữa anh thấy với lại Đàm Minh Quân thì tổng thống mình không có dân à, dạ đó. Rồi. Thế anh có đúng thấy rồi. Anh có Minh Quân có chính nghĩa không? Anh có thấy Đào Minh Quân có chính nghĩa không? Đó bà hỏi, bà hỏi Minh Quân, tôi biết phần tôi thôi. Từ khi tôi thấy những cái gì mà nó nguy hiểm hay này nọ lắm, tuy nhiên ông Đào Minh Quân cũng không phải là nhân vật để tôi quan tâm nhiều, do đó tôi không tìm hiểu nhiều nữa ông ta. Do đó còn cái chuyện có chính nghĩa hay không thì cái chuyện đó anh, thì bà là người đấu tranh, hay bà anh tranh đấu thì, mình anh tranh đấu hết mình, anh tranh đấu hết mình cho cờ vàng, anh hết mình anh hạ cờ đỏ, và anh có tiếng nói rất là hùng hồn ở khắp mọi nơi, thế mà anh không có để ý tới Đào Minh Quân, và anh không có hoặc là anh cộng tác với Đào Minh Quân để cho công việc của ổng thành. Bây giờ ổng Đào Minh Quân muốn thành công thì ổng phải nhờ, ổng phải có trong tay ổng những cái nhân tài, mà anh có đủ cái nhân tài, mà tại sao anh không có, anh không cộng tác lại với một cái người, một cái chính phủ chống cộng cùng lý tưởng với anh? Nếu anh không có chống, anh không có tin người ta, thì bây giờ tôi nói cho anh nghe, nếu mà anh nhớ quê hương và anh muốn thực hiện về quê hương đó, thì bây giờ là cộng sản là nắm quyền ở Việt Nam. Nếu anh về Việt Nam mà anh lập một cái công này đó, là anh là gọi là người có công với cách mạng hạng nhất chứ không phải là ít, là anh làm sao mà anh khai tất cả những cái tổ chức của Đào Minh Quân, những cái ảnh hưởng của Đào Minh Quân như thế nào và những cái tổ chức của họ thế nào, và anh lật tẩy được họ đó, thì anh sẽ là người có công với đất nước, và lúc đó là tôi bảo đảm với anh là sẽ có nhiều người ủng hộ anh, chi tiền anh mua vé anh về Việt Nam, anh là sẽ là người có công đối với cách mạng. Anh nghĩ thế nào? Tôi đâu có mong ủng hộ tôi tiếp tay tôi đâu. Khen thì tôi còn là mấy chục năm nay tôi làm vậy thôi. Tôi làm thôi chứ tôi không có mong rằng người. Thế anh nói anh nhớ quê hương. Đã biết cho tôi làm thấy cái. Rồi thứ hai nữa. Thì mỗi người làm mỗi việc, như nãy tôi nói, người bồng lúa thì không sẽ bồng em, người bồng em không sẽ lúa được. Thì bác sĩ cũng vậy, bà thấy bác sĩ tim, bác sĩ thận, bác sĩ gan, bác sĩ tổng quát. Rồi người làm nghề này, người nọ, trong xã hội thì có nhiều người làm đủ thứ việc. Thì trong đấu tranh nó cũng có nhiều người làm nhiều việc khác nhau. Người tổ chức này, người tổ chức kia. Do đó nó là một cái bánh, một chiếc xe mà nó có nhiều phụ tùng trong đó. Do đó không thể là tất cả là cái máy hết. Làm cái máy hết thì làm sao chiếc xe chạy, hay là cái bánh hết làm sao chiếc xe chạy. Nó phải có máy, phải có đèn, phải có bánh xe, phải có này nọ cho một chiếc xe nó chạy lưu hành. Thì cái chuyện đó. Còn tại vì tôi đã nói rồi, ông Đào Minh Quân không phải là đối tượng để tôi quan tâm. Nhưng tôi có quan tâm những người khác, những tổ chức khác, thưa bà. Do đó cái chuyện còn cái chuyện mà đấu đầu với Đào Quân hoàn toàn tôi không đấu đầu, tôi đã nói rồi. Trên danh nghĩa ổng nói là ổng đập mặt Hồ Chí Minh, lật đổ cộng sản, đem là đập đổ không làm khổ dân vân vân. Thì qua những cái chính sách đường lối hay những chỉ tiêu của ổng thì tôi thấy nó không có gì sai. Còn ổng có gì sai hay không thì thật sự tôi cũng không có thời giờ đâu, tại tôi quá bận đâu. Mình tôi có hai tay một cái đầu, làm sao tôi để ý tôi làm hết mọi chuyện. Tôi diệt mấy thằng Việt gian quá thì giờ tôi rồi, do đó tôi cũng có nhiều thì giờ. Do đó bà hỏi thì cảm ơn bà. Tôi tình nguyện trả lời tiếp anh Ngô Kỷ về cái câu hỏi của Bảo Trâm. Vâng vâng, mời cô. Dạ. Tôi xin trả lời tiếp anh Ngô Kỷ là có phải là các chính phủ của chúng ta ở Mỹ đó là những con đường song song hay không anh Ngô Kỷ? Những con người tức, gì ạ? À? Tức là Ngô Kỷ đi một đàn, Trần Dần đi một đàn, Đào Minh Quân đi một đàn, Nguyễn Hữu Chánh đi một đàn. Chúng ta có 5-6 chính phủ và tất cả những chính phủ đó là những con đường song song.
thành ra không cần ai biết ai hết, phải vậy không anh Ngô Kỵ? Nó đúng 50%, các con đường song song mà nó sai 50%, tại vì cái điều đó nó cũng là gì bình thường thôi. Đi anh nói với nhau có nhiều khi họ đi song song nhưng rồi họ gặp lại với nhau cũng có nhiều khi họ không bao giờ gặp lại cũng có. Cái đề vấn đề đặt ra là mỗi tổ chức, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm hành động của mình trước lịch sử, trước lương tâm của nhân loại, lương tâm của họ và trước cộng đồng đồng bào này nọ, thì ai làm thì nấy chịu, phải chịu trách nhiệm. Thì cái chuyện mình cũng không đòi hỏi, mình không đòi hỏi họ làm giống mình. Em bổ sung cho bác Ngô Kỵ như thế này này, có một điều mà em theo dõi các bác ở bên đấy rất là nhiều năm, các bác cứ ví là Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc là giống nhau, thì hai nước là một đảng lãnh đạo thật, nhưng mà bác phải nhớ là như thế này này, cái chiều hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nó khác chiều hướng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Em ví dụ nhất cụ thể, ví dụ như bên Trung Quốc Đảng Cộng sản họ cấm tuyệt đối Facebook, YouTube, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam tại sao họ không cấm? Đấy, nhiều nước các bác là cứ hay bị nhầm lẫn ở chỗ đấy, nó là như vậy. Và cái thứ hai nữa là em muốn hỏi một câu trực tiếp về bác Ngô Kỵ như thế này, bị mất sóng ạ? Không, vâng, còn nghe tôi, bạn còn nghe. Vẫn nghe bình thường. Vâng, em hỏi một câu thẳng vào thực tế của bác này. Theo em được biết thì nguyên thứ trưởng lãnh đạo Nguyễn Thanh Sơn ấy có mời bác về Việt Nam chơi. Thì theo em được biết ấy, thì bác Nguyễn Thanh Sơn mời bác Ngô Kỵ về Việt Nam chơi với tư cách cá nhân. Thì bây giờ ví dụ mà em có hỏi bác là nếu bác là một người thuộc là không phải là đối tượng là không được vào nước Việt Nam, bác là không phải thuộc là đối tượng cấm nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng mà bây giờ em hỏi bác là nếu bác được mời về Việt Nam mà không nói chuyện chính trị, bác chỉ về thăm quê hương, về thăm nơi mà chôn rau cắt rốn của bác đẻ ra ở Quảng Nam ấy, thì bác có về hay không? Trừ khi có những cái về với một lý do nào, như bữa trước tôi nói là việc vi sinh hay là ông Trần Nhật Quang mời để về tranh luận này nọ là một chuyện khác, chứ còn về mà để du hí, để thăm quan, để tham thì nó có cái gì đâu. Quê hương thì trong lòng mình thôi, chứ còn cái chuyện bây giờ ở Việt Nam mà có 1,000 cái building, hai khách sạn lớn này nọ, đối với tôi nói tầm thường, mấy cái đó nó không gì cả kêu gợi cho lòng mình trở về quê hương. Quê hương là chùm khế ngột, những dòng sông, những cái cây trúc, cây tre này nọ, và lũy tre xanh này nọ, nó quan trọng. Chứ những đem những cái hào quang mà giả ảo ra này nọ ra để mà khoe khoang đất nước thì tôi thấy không cần thiết. Các cái hình ảnh cao ốc building ấy, nó đối với anh nó không là gì, nhưng sự thực để chứng minh ấy là đất nước ấy đổi mới, kinh tế phát triển 45 năm rồi thì chuyện nó tiến hành, nó diễn tiến như vậy thì nó cũng bình thường, nó cũng không có gì ghê gớm đâu. Em hỏi anh này, nước Mỹ nó lên sâu quả rồi, bây giờ em nói này nhá, anh bảo là anh bảo 45 năm rồi nó là bình thường, nó tiến ra, nó phát triển vậy bình thường. Thì em hỏi anh ấy là cộng đồng chống cộng cực đoan ở bên Hoa Kỳ 45 năm rồi thì tiến triển được thêm gì không ạ? Hay là càng ngày càng binh hùng tướng mạnh, càng ngày chết dần chết mòn đi? Có tiến triển 1 năm như vậy, họ gửi về nuôi các anh Đảng Cộng sản Việt Nam mười mấy tỷ đô la, mười mấy ngàn triệu đô la, cả nước Việt Nam anh có được mười mấy tỷ. Anh móc ở đâu ra số liệu 17 tỷ, trong khi là các anh ở bên đó toàn là lao động phổ thông, các người chống cộng ấy chỉ làm neo các cái công việc mà bên Hoa Kỳ dân người ta không làm, thì cộng đồng chúng cộng làm. Mà anh cho là con số 17 tỷ. Anh không chấp nhận những sự thật, anh kỳ quá. Cái thống kê nó dễ lắm, bây giờ thế giới trong thống kê, bây giờ em nói cho bác Ngô Kỵ nghe này, thống kê ngoại hối của người Việt Nam thì Tết là toàn thế giới, các nước ở trên các nước thế giới chứ. Và các doanh nghiệp, các lao động xuất khẩu, các người lao động nước ngoài, các doanh nghiệp. Lát nữa tôi gửi cho anh cái thống kê ngay cả nhà nước Việt Nam sắp nhập. Cái vấn đề ấy là gì? Là tôi hỏi anh Ngô Kỵ là anh bảo 45 năm phát triển như vậy là bình thường. Thế tôi hỏi cộng đồng cờ vàng chúng cộng ấy đạt được những thành tựu gì trong cái công cuộc chúng cộng? Bơm sữa này nọ, các anh bây giờ trở thành gọi là cánh tay dài, khắp rụt ngầm dặm này nọ. Không có chuyện đó, mình cũng không, bữa nay thật tình chúng ta ngồi nói chuyện cũng không phải để mà tranh luận về vấn đề chính trị mà xa xôi như vậy đâu. Tức là bây giờ tôi phải rút từ cái phone ra, cái earphone ra, cắm điện, ta hết điện rồi. Do đó tôi không biết tôi có nghe anh nói không, anh Bảo Trâm nói thì tôi nghe không? Em
em nghe rõ anh Ngô Kỳ ạ. Anh Ngô Kỳ ạ. À bây giờ tôi phải để lỗ tai sát vô tôi mới nghe. Tại vì tôi hết điện rồi nha. Tôi phải cắm dây điện vô để tôi rút điện phone ra. Anh nói đi. Anh Ngô Kỳ ơi, tôi có câu hỏi, không biết Bảo Trâm có hỏi chưa? Dạ nhỏ quá hả? À, sao tôi không nghe được bác? Rồi rồi, mấy cô Châu nói đi. Đâu được rồi, được rồi, nghe được rồi. Anh Ngô Kỳ ơi, dựa theo cái câu nói anh vừa nói á, là anh nói là còn cộng sản là anh không có về. Và vậy thì anh coi cái cộng sản trọng hơn quê hương mà anh nhớ hay sao? Và anh xem cái câu của anh là còn cộng sản không có về đó, thì anh cái câu đó là cái triết lý anh để anh triết lý sống của anh hay sao? Và anh muốn chứng minh cái gì? Nếu mà anh cứ lẩn quẩn cái câu mà còn cộng sản anh không về đó, anh muốn chứng minh cái gì? Anh đem cái đó làm cái lẽ sống của anh hay sao? Và tôi xin hỏi anh, cái lý tưởng sống của anh là cái gì? Lý tưởng của anh là cái gì? Chả lẽ cả đời anh cứ tối ngày, chả lẽ cả đời của anh là cứ đeo cờ vàng, cả đời cứ ghét người này. Anh nói là báo cáo là Việt Giang, kẻ này Việt Giang, kẻ kia Việt Giang. Những cái chuyện đó là những cái chuyện là người ta làm cấp tốc trong cái thời chiến, người ta cần những cái người như vậy. Mà bây giờ thời bình đã hết nửa thế kỷ rồi mà anh vẫn làm những cái chuyện lặt vặt như thế đấy, thế là cái lý tưởng sống của anh là như thế nào? Rồi thì nói chuyện xong chưa? Đấy thì anh coi trọng cộng sản hơn là cái sự nhớ quê của anh hay sao? Anh chứng minh cái gì khi mà anh nói là không còn cộng sản là anh không về? Anh trả lời đi, anh chứng minh cái gì? Vâng, cái lý tưởng sống tôi, cái mà mục đích tôi, cái mà tôi chiến lược của tôi, cái mà nó là mục đích đơn giản mà không phải là cái mong ước của tôi đâu. Tôi nghĩ là mong ước của 90 mấy phần trăm, tôi phải 100%, nhưng 90 mấy phần trăm của người tị nạn hải ngoại là khi họ bỏ nước ra đi, tức là họ trốn chạy cộng sản, họ mới ra con nghĩ rằng là 5-6 triệu đảng viên cộng sản, mười mấy chốc bô bắt bộ phủ, tôi nghĩ 90 triệu dân cũng muốn điều đó, nhưng trong thời thế này người ta không thể nói ra được thôi. Quê hương là chùm khói ngột nơi châu nhau cắt đấu, nó không liên hệ gì đảng cộng sản xâm lược thống trị Việt Nam hay các khác đang còn tiền đất khác. Còn quê hương là của chị, của tôi, của mọi người, của 90 triệu người dân. Do đó nhiều người nó sẽ cho phép Ngô Kỳ về này nọ. Các quý vị có quyền gì cho phép? Tôi lớn hơn chị, tôi lớn hơn anh Bảo Trâm, tôi kỷ niệm nhiều Việt Nam nhiều hơn nhiều. Do đó đất nước quê hương là của mọi người, không có ai có quyền trên đất nước quê hương này. Hay do đó, tại vì tôi không muốn về thôi, chứ không phải vì quý vị cho tôi về, không cho về quê hương, mà tại sao ai có phép đặt gì cho phép. Anh nghe Ngô Kỳ này, nhiều người là nói cái kiểu là cho Ngô Kỳ về ở đây, tức là cho tiền. Tại vì là biết anh Ngô Kỳ là có thể không có tiền, nên là cho về, tức là có thể là nói là cho tiền về. Cái thứ hai là người dân trong nước ấy rất biết ơn Đảng Cộng sản, vì nhờ Đảng Cộng sản mà đất nước mới được độc lập tự do, không thì còn là nô lệ cho thực dân Pháp. Và nhờ Đảng Cộng sản thì đất nước mới phát triển được như ngày hôm nay. Thành ra là Đảng Cộng sản ý, là đội tiền phong của nhân dân lao động, của giai cấp công nhân và nông dân, luôn đồng hành cùng đất nước anh Ngô Kỳ ạ. Khúc gì đó, bất cứ ai, cả Bộ Chính trị, Bộ Ban Tuyên giáo, cả Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Ông biết gì, tôi sẵn sàng ngồi hết. Ngáo. Mấy ông trong Bộ Chính trị, các bác trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng mình hơi đầu tiếp ông bậy, ông ngáo vừa thôi. Nói nhau những cái điều gì cái này, nói còn cái chuyện mà các anh nói tôi không lấy chi phèo, không có tiền về này nọ. Anh biết tôi là ai, tôi như thế nào mà anh đi nói tôi có tiền không có tiền? Điều đó đâu, cái tiền bạc nó đâu làm nên giá trị con người anh Bảo Trâm. Và đã các anh đây duy vật quá, các anh đây nói chỉ tiền bạc để mà định giá con người thì các anh quá hoàn toàn sai. Bây giờ anh Ngô Kỳ ạ, người ta nói là anh là gì? Anh cố tình anh khai vống cái giá tiền của lá cờ. Lá cờ có vài trăm đô mà anh bảo lá cờ tận hàng ngàn đô. Anh cố tình khai vống lên đúng không anh? À, anh muốn trở lại với vụ lá cờ thì anh Bảo Trâm. Đúng rồi. Có nhiều người thì đúng rồi. Tại sự hiểu biết cái trình độ đó, nó có tùy theo trình độ của mỗi người. Ví dụ có nhiều người nói
trên mặt trăng không có sự sống, thì các anh trình độ không có bao giờ tìm hiểu khoa học, biết khoa học thì sao biết trăng có sự sống hay không cũng cái. Do đó cái trình độ nó tùy người. Do đó cũng khó mà nói lắm. Bây giờ tôi mà đưa người thí dụ thì tôi nghĩ rằng nó phiền phức cho bà đại của anh. Do đó tôi không đưa thí dụ đâu. Nhiều người sự hiểu biết, do đó mới gọi là trình độ. Trình độ là sao? Cũng ngay cả thánh kinh của Chúa đó, ngay nói mỗi lời Phật dạy, mỗi lời thánh kinh, nơi cái trình độ của mỗi người, cái giáo lý họ, cái sự hiểu biết, cái sự minh mẫn, sự cái đạo ác họ hiểu cách khác, nó tùy theo, tăng theo cái trình độ cũng một câu văn như vậy. Nhưng người có học, người có trình độ, họ có tuệ nhãn thì người ta có nhìn cái vấn đề nó khác. Khi mà nếu mà tại vì các anh các chị không biết, cái gì nó cũng có giá trị của nó hết. Tại sao có chiếc xe có 10.000 đô, nhưng cái xe có 300.000 đô? Anh Ngô Kỳ ạ, một cái áo, anh biết những người tỷ phú và những người giàu có họ mặc cái áo từng ngàn 2.000 đô la. Anh Ngô Kỳ ơi, các chị mình mua có 10 đô la. Anh Ngô Kỳ ạ, có những chất vải, có những cái vật liệu trong đó mà nó giá trị mà mình người thường mình không hiểu. Làm sao anh hiểu được ở Dubai nó bán một cái sandwich là 1 triệu? Không, nhưng mà những người ở bên Hoa Kỳ họ bỏ anh đi hỏi rồi. Cái lá cờ có vài trăm đô thôi. Anh cố tình anh khai khống lên thành vài ngàn đô. 2 triệu đồng, 20 triệu đồng. Mình mua con vịt có 10 đô la. 10 đô la là mấy? Có 250 ngàn. Ok, tiền đồng, tiền ra. Mà anh qua Dubai nó bán con vịt tới 20 triệu đồng. Làm sao các anh hiểu không như vậy? Anh đang so sánh như vậy là hợp khía. Anh bảo tôi ở trong nước với cả ra nước ngoài, nhưng đây chính là những người ở Cali, ở Việt Kiều, ở Mỹ, Hoa Kỳ người ta nói vậy mà anh. Anh lại ví chúng tôi là ví dụ như ở trong nước đi Dubai, đây là chính những người ở bên Mỹ, Việt Kiều bên Mỹ người ta nói, chứ không phải là ở trong nước nói. Không, anh bảo trăm tài vì cái giá trị lá cờ, tại vì họ mua lá cờ có 10 đồng, trăm đồng. Đúng, tôi hoàn toàn xác nhận. Nhưng những cái lá cờ có 1.000 đồng, hôm qua tôi vô Google có cái lá cờ tới 6.000 đô la. Do đó nó nhiều hạng, tôi đã nói nhiều loại lắm. Anh hiểu không? Anh cho nó kỳ này, kể cả 6.000 đô đi. Tầng lớp nhiều. Ok. Do đó mấy cái tiệm mà bán đồ hiệu á, nó mắc tiền là có hiệu không, có nhiều cái hoa này nọ rồi. Anh biết cờ như vậy có nhiều loại, loại tốt, loại xấu, loại đều rồi, cao. Ok. Là này nọ, đi. Do đó vấn đề đặt ra tôi không phải là người đi bán cờ, đi quảng cáo cờ. Do đó anh chỉ nói anh biết là cái trình độ mỗi người mình phải biết. Mình cái mình nói mà chủ quan mình không biết thì nói anh chi. Do đó vấn đề anh ra, tôi nhá. Không thân thua. Được rồi, okay. Cũng kể cả 6.000 đô hay là cho 10.000 đô ấy. Kể cả 10.000 đô. Thế mà cộng đồng chống cộng mà không có đủ 10.000 đô để mua lá cờ mới mà phải dùng lại lá cờ rách. Do đó cái này tự nguyện hết, do đó tự nguyện thì họ thôi, anh okay. Những người đấu tranh họ cũng nghèo lắm, không có nhiều tiền anh đâu. Anh Ngô Kỳ này, anh tự cho mình là thông thái. Anh tự cho mình là hiểu biết đúng không? Anh Ngô Kỳ. Hay thôi, không là thay hoài à. Qua 3 tháng sau tháng là nó rách rồi, do đó thay hoài à. Anh Ngô Kỳ, anh cho rằng mình ấy là... thông minh, thông tuệ, hiểu biết. Thế tại sao rất nhiều người gọi anh là ngu kỳ, tức là họ cho rằng anh rất là ngu si, rối loạn. Và những người ở bên ngoài bị sầm nguồn rồi. Ok. Anh biết Chúa Giê-xu người ta thông minh, sáng láng vô cùng. Người thông minh này nọ, đạo đức về người ta còn treo cổ Chúa Giê-xu nữa. Đức Phật người từ bi hỷ xả như vậy, người ta còn treo chạp, người ta nhục mạ Đức Phật nữa. Do đó cái chuyện Ngô Kỳ thì cái chuyện họ kêu những cái gì đó là quá nhà đó. Họ kêu là ngu kỳ vì họ cho rằng anh rất là thiếu hiểu biết. Quần chúng ông Galileo, ông Galileo và nhà của thiên văn học của bên Ý đó. Vào thế kỷ 16 ông nói quả đất tròn quay quanh mặt trời. Dân La Mã thì giáo hội La Mã muốn giết ông cho rằng tà đạo có bậy. Do đó có trình độ họ hồi đó họ không hiểu. Thôi rồi anh. Nhưng 400 năm sau, thế kỷ 20, người ta mới phát giác ra nói là điều người ta nói đúng. Quả đất tròn quay quanh mặt trời. Do đó có trình độ mỗi người nó sự hiểu biết khác nhau, do đó họ nhận xét khác nhau. Ông Galileo ông thấy trước 400 năm. Do đó bây giờ tôi nói mà người ta không thấy điều tôi nói, họ cho rằng tôi ngu, hoặc tôi nói bại, này nọ. Thì
cái chuyện nó cũng bình thường thôi anh, và đó cũng không có gì ngạc nhiên. Và ngày nào họ sợ mở mắt họ thấy. Anh Ngô Kỳ, cảm ơn anh nhá. Ở Việt Nam giờ muộn rồi, cảm ơn anh, anh cho biết một số cái thông tin và quan điểm của anh. Thế chúc anh ngủ ngon nhá. Cảm ơn anh Hạnh nói chuyện với chị Châu, anh Khúc, anh Quân Khúc và vợ Trâm. Anh thấy tôi rất là thoải mái đối với tôi. À, một đất nước dân chủ là tôi sống, tôi muốn mọi sự rất là sẵn sàng rõ ràng. Ngay cả anh là cộng sản, anh người thần tượng Hồ Chí Minh, tôi là người chống Hồ Minh, chống cộng sản. Nhưng tôi sẵn sàng ngồi với bất cứ ai trong một tinh thần hòa nhi bất đồng. Hòa nhi bất đồng, đó là tinh thần của tôi. Cảm ơn anh nha. Dạ vâng, bye bye anh. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn khán giả. Ok, nha. Rồi. Chọc tắt rồi. Cô ơi. Tức là gì? Đấy, phải quay offline để ít nữa cho nó nói, ít nữa cháu cắt đi mà cho nó nói, chứ không cho livestream được, về sau cháu cắt, cháu sẽ cắt sẽ để trêu nó, chọc hắn cho nó vui. Vâng vâng, nói chuyện với cái ông này cũng giống như là cái vòi nước mà bị hư á, tắt không có được. Cái vòi nước bị hư á, tắt không được. Tôi còn hai câu hỏi nữa để định hỏi ổng, nhưng mà nó dài quá rồi thôi. Cô Châu ơi, à, bây giờ đợi cháu tắt cái này đi cái, cháu quay lại. Bởi vì nó đầy ồ. Okay. Vậy cũng đầy đủ rồi thôi nhé. Cảm ơn cô. Vâng. Trong nguy nan vẫn gồng lên giữa